Xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Nail and Beauty, quay trở lại với quý vị vào mỗi thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và kính thưa quý vị, chương trình này được bảo trợ bởi T4 Spa Concept and Design, công ty có nhiều mẫu mới và promotion trong tuần này. Và hãy liên lạc với T4 qua số điện thoại là 1-888-502-8307 hoặc vào website t4spa.com. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tường Minh xin được hân hạnh giới thiệu tới tất cả quý vị một vị khách mời rất là đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đó là giáo sư bác sĩ Hùng Anh, là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Tường Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Hùng Anh. Dạ, xin kính chào chị Tường Minh và xin kính chào quý khán giả. Cơn chị gió Tường Minh cho tôi hỏi nha, Nail and Beauty có dịch ra tiếng Việt không? Chương trình gì, móng và giống hay là sao? Móng, beauty mà giống là sao bác sĩ? Beauty thì là sắc đẹp. Thì mài móng có tiền làm đẹp được lấy chồng thì giao giống. Thì nữa móng rồi, giống. Bác sĩ này dịch hay quá, dịch cái này xa xôi quá làm sao mà ai có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta nói nhiều về nail rồi phải không? Hôm nay Tường Minh có vị khách mời đặc biệt sẽ nói về sắc đẹp. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Cơn gió nào, không biết là cơn gió nào đưa một người bác sĩ về giải phẫu thẩm mỹ đến với chương trình ngày hôm nay bác sĩ? Cũng không biết, hình như sáng tôi trước khi đi làm uống cà phê rồi có người ngỏ lời mời đó chị, hơi khó từ chối. Hơi khó từ chối phải không? Nhưng mà chúng ta nail đi chung với beauty, ngày hôm nay chúng ta đi vế thứ hai là beauty. Người ta nói ngày xưa đó bác sĩ là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay cái câu đó nó xưa quá rồi, bây giờ là hồng nhan bạc triệu. Bác sĩ nghĩ sao ạ? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tiền chữ đẹp luôn cùng với nhau, đúng không? Thành ra bây giờ là hồng nhan và bạc triệu. Dạ. Dạ. Vậy thì rõ ràng là cái sắc đẹp đó có liên quan tới tiền bạc hả? Cũng có chứ chị. Theo khoa học chúng tôi biết thì có nhiều ảnh hưởng về những cái tư cách mà người ta đối xử với một người đẹp, dù là phái nam hay phái nữ. Những cái gì mà chúng tôi nhắm vào trên khuôn mặt người phụ nữ hay thân hình phụ nữ đi, thì lúc mà thay đổi đúng mức, đúng cách, thì ra ngoài phụ nữ nào đẹp, mắt to, môi đầy, thì luôn luôn, thí dụ mà xe mà bể bánh xe thì luôn luôn có nhiều hiệp sĩ tới sang tay lên cứu giúp. Còn những người khác thì chưa chắc. Ngược lại đó, những phái nam mà cao ráo, đẹp trai, nét nam tính, nhiều khi đi gym tập tạ thì trong cái lĩnh vực làm việc thì có thể dễ thành công hơn, cái chuyện đó có thiệt. Nghĩa là người đẹp thì dễ kiếm tiền hơn. Cũng phần nào. Bây giờ Tường Minh hỏi bác sĩ một câu nè, nếu như bác sĩ đi vô một cái tiệm cắt tóc đi ha, bác sĩ chọn cái người cắt tóc đẹp hay là bác sĩ chọn một cái người có một cái sắc vóc rất là cân đối, rất là đẹp, rồi cái gương mặt rất là khả ái, bác sĩ sẽ chọn ai? Tôi là cái người tiếng Mỹ gọi là utilitarian, tôi cần cái gì thì tôi làm cái đó. Thì nói chung thì cần cắt tóc thì tôi muốn chọn cho cái đẹp, mình rất là picky. Nhưng mà ngược lại đó, thì nếu mà trả lời cho phái nam đó thì nói chung chung phái nam có thể nói là cái câu trả lời của họ sẽ khác với phái nữ. Vậy thì người mà vừa có tài vừa đẹp nữa hút tiền thiên hạ hết đúng không? Chắc không. Tôi hỏi chị gì vô cái tiệm tóc đẹp mà chị thấy một cô phụ nữ đẹp, chị thấy sao? Chị thấy ganh tị không? Thích chứ. Thích hả? Thích ngắm, đúng không? Phụ nữ cũng thích nhìn người đẹp chứ không phải là chỉ có mấy ông thích nhìn người đẹp. Bác sĩ đó là nghĩ là phụ nữ chúng em đó là nhìn một cô gái đẹp hơn là có phần ganh tị đúng không? Không có đâu. Tôi chia sẻ một chuyện vui với chị trong văn phòng tôi ở Nam Cali hồi xưa đó. Thì có một lần tôi mướn một bác kia lớn tuổi, nhìn nét rất là bình dân, nói chuyện nhanh lẹ. Nhưng mà lúc mà 3 tuần đầu mà thử việc cô này đó, bác này đó, thì cách làm việc mình thấy cũng vừa lòng. Nhưng ngược lại đó, thì những người bệnh nhân vào thì kéo mấy cô thư ký trẻ trẻ xinh đẹp qua bên nói, em nói với bác sĩ giùm nha, nói mấy chị vào đây để nhìn ngắm mấy em, mơ tưởng xong rồi sẽ như mấy em, nhìn cái bác già này không có hứng, thành ra nói bác sĩ đổi người làm việc đi. Thấy không, rõ ràng là như vậy, bởi vì sắc đẹp á thì nó cũng có tương quan giữa sắc đẹp với tiền bạc. Những người mà có cái dáng vóc, có cái gương mặt xinh đẹp thì Tường Minh thấy cơ hội đến nhiều hơn, phải không bác sĩ? Đúng rồi, mà chị biết thật sự đó, cái nguồn gốc của cái
coi về cái sự thành công hay là coi tướng đi, về cái đẹp của một người, nó đi, nó ít nhất ở bên khoa học Tây Phương đó, bắt đầu với một ông cha dòng tên hồi thời thế kỷ 18, thì ông cha này là vừa là thần học gia, vừa là cha, và ông nghĩ là có cách nào mà ông có thể coi cái tâm người ta và nó có biểu lộ, nó có mối liên hệ nào trên mặt không. Thì từ đó phát triển ra thế kỷ 19-20, một số con đường đi hơi sai tại bên bên Đức đó. Cái thời ông Hitler, ông cũng cố làm như vậy để coi cái người nào mà có cái tướng giống như là cái người chọn lựa Aryan của ông, và ông coi cái người nào ông có thể biết là người Do Thái không. Nhưng mà cũng một số người bây giờ họ rất tin là coi tướng. Bên Á Châu bây giờ đó thì bên Hàn Quốc chị qua, họ có cái giải phẫu nhiều khi họ quảng cáo, chị không có đọc được đâu tại nó tiếng Hàn Quốc, nhưng mà nó gọi là giải phẫu cho vua chúa hoàng tộc, tức là làm sao mà cho ra nét sang của vua chúa chứ không phải nét cực khổ của dân bình dân. Người ta nói là nếu như mà mình sinh ra đã xinh đẹp rồi á, thì là quý vị là một người rất là may mắn, nhưng mà nếu như mà mình cố gắng để mỗi ngày một xinh đẹp hơn thì quý vị là một người rất là mạnh mẽ. Bác sĩ nghĩ như thế nào? Chị nhớ hình như là nãy trước cái show chị nói cái câu gì, không có người phụ nữ gì đó, không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ sửa hoài mà không đẹp. Nhưng mà cái nãy chị nói tôi nghe cái khác, không có người phụ nữ nào mà không tham lam về sắc đẹp, chỉ có người phụ nữ không nhận mình tham lam về sắc đẹp thôi, đúng không chị? Nhưng mà có bác sĩ, có người nào mà sửa hoài mà không đẹp không? Cái chuyện đó thì cũng thấy rất là nhiều. Nói chung thì cái thời và cái hiểu biết, cái đòi hỏi của họ và cái văn phòng mà họ chọn đi, thì nhiều khi đó chị cũng có thể biết qua có một số cô, cái quan niệm có thể nói là nó thất thời rồi, hay thiệt ra hồi đó giờ chưa bao giờ có thời. Họ nghĩ là làm cho mắt to là cắt mí to, cái mũi Tây Phương lai là sẽ là đẹp, nhưng ngược lại đó, lúc mà sửa xong rồi nó hủy hoại cái khuôn mặt đi. Thì những trường hợp như vậy, nhiều khi cái nói này nó hơi thẳng tai và hơi đau lòng, nhưng mà nhiều người như vậy hay nhiều bác, tôi nói là mấy cô mấy bác mà nhìn mấy anh mà chạy về Việt Nam đó, thì coi cái mặt của những cô trẻ nó có giống những cái gì mà mấy cô mấy bác đòi ở trên mặt không, là mình hiểu là nó sẽ thất thời tới mức nào. Thưa bác sĩ, thì những cái người khách hàng mà đến với bác sĩ thường thường là những ai? Cái đó thì tôi có những cái giai đoạn khác nhau, tại vì hồi đó lúc mà tôi huấn luyện xong, tôi bắt đầu ở quận Cam, thì cái đó là một thị trường rất là đặc biệt rồi. Năm đầu tiên tôi bắt đầu đó thì nói chung là sửa ngực và căng bụng rất là nhiều. Sau vài kết quả, người ta đồn ra là bác sĩ sửa cái ngực rất là đẹp và tự nhiên, cân xứng và cái thẹo ra đẹp. Xong rồi một thời gian sau đó thì năm thứ hai thì tôi bắt đầu cấy mỡ. Thị trường hồi đó thì nói chung là những cái cấy mỡ nhiều bác sĩ làm không có thành công, rồi người ta thấy kết quả đẹp, người ta yêu cầu, rồi sau đó từ từ tiến tới cái phần mặt, cái mắt nói chung và cái mũi. Rất nhiều người làm, tại cái đó là nó vừa túi tiền, thành ra cái chuyện đó nếu mà người bác sĩ họ nói tôi làm rất nhiều về mắt hay mũi, nó không có ý nghĩa gì hết. Sau đó tôi chuyển qua môi trường đi dạy học, thì tôi giải phẫu những cái ca tạo hình phức tạp hơn, về ung thư, về bẩm sinh, về tai nạn. Bây giờ Houston á, thì nói chung là mình cũng cái tuổi mà tóc mình có tiêu rồi, có muối có tiêu rồi, thì muối nhiều hơn tiêu. Thì những bác họ tới và họ yêu cầu về làm cái phần trẻ trung hóa, phần mặt hơn. Nói chung bác sĩ mà sửa ngực, sửa bụng bây giờ đếm rất là nhiều rồi. Nhưng mà bác sĩ mà sửa được cái mặt cho nó thon gọn cái cổ và làm ngược lại thời gian rất là nhiều, cái đó là một cái chuyên môn không nhiều bác sĩ làm. Thành ra cái đó là một cái mà văn phòng bây giờ có rất nhiều yêu cầu, thưa chị. Thưa bác sĩ, thì người ta nói là đa số người ta nhìn người phụ nữ, người ta đánh giá người phụ nữ qua cái sắc đẹp của người đó. Đa số là như vậy. Bác sĩ có nghĩ là đồng ý hay là không đồng ý với cái đánh giá đó? Có chỗ nào cụ thể hơn không hay chị nói chung chung hay là sao? Tại vì đó, có rất là nhiều người khi mà hỏi thì họ nói là ô, tôi thích một người phụ nữ đẹp trong tâm hồn, người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Nhưng mà cái nghiên cứu thật, cái lời thật nhất á, là vẫn nhìn cái cô đó, cái cô có đẹp hay không đó đã.
Không, cái đó đúng. Rất nhiều cái phản ứng tự nhiên, rất nhiều tài liệu khoa học. Nếu mà chị và quý khán giả đã xem chương trình tuần vừa qua của tôi đó, thì thấy đó, thì có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi hay trẻ tuổi, họ luôn luôn so sánh, ganh tị với những người trẻ, và họ nhìn vào mặt những người mà họ đang quan sát những cái gì mà họ không vừa lòng trên mặt của họ. Thì tài liệu này rất là rõ ràng. Thêm nữa đó, thì cái xã hội, cái văn hóa nói chung thì người phụ nữ, chính người phụ nữ họ tự đặt giá lên họ là cái sắc đẹp là nó trên hết. Thành ra cái đó đúng, người ta phái nam nhìn vào, thì nói chung thậm chí tôi cũng nghiên cứu và cũng thích thưởng thức nhìn cái nét đẹp của người phụ nữ, và người phụ nữ tôi biết cũng rất rất thích nhìn cái nét đẹp của người phụ nữ khác luôn. Thì đúng rồi, ai mà không thích nhìn những cái đẹp. Thí dụ có một người khác đẹp, mình rất là ngưỡng mộ, mình sẽ ngắm hoài. Có nhiều người họ đẹp đến nỗi mà mình có thể ngắm hoài không chán. Nhưng mà có những người thì không có được như vậy. Tuy nhiên mỗi người có một cái nét đẹp riêng. Từ mình hãy hỏi bác sĩ một câu, là người ta nói là khi mà sửa sắc đẹp đó, thì một đó là xấu nhưng mà có duyên, hai nữa là sửa xong trẻ đẹp nhưng mà vô duyên, phải không bác sĩ? Cái đẹp mà vô duyên, chuyện đó nói thiệt với chị, tôi không có thấy. Xấu mà có duyên thì cũng có, và có thể nói nhiều khi mình cũng thích và cũng chấp nhận được những người cái răng khểnh, hay là nhiều khi có cái lúm đồng tiền. Thiệt ra đối với nhìn của một người bác sĩ thẩm mỹ, cái đó là một cái nhăn rồi, chúng tôi không có thích. Nhưng mà lứa tuổi trẻ, mặt đầy đặn, nó đẹp đúng mức, đúng nơi, cân xứng thì cái đó đẹp. Nhưng mà cái lúm đồng tiền đó tới tuổi già rồi, có thể nói là một cái mà họ sẽ tự bỏ tiền túi ra để họ làm mất đi. Chứ cái đó hết là cái duyên, nó trở thành một cái nhăn rồi. Nghĩa là cái đồng tiền mỗi lần hồi trẻ thì nó tròn, mà lớn chút xíu là cái đồng tiền nó dài cái nét nhăn. Hình như mình cũng có. Rất là nguy hiểm phải không ạ? Thưa bác sĩ, thì có nhiều người họ đi sửa sắc đẹp với nhiều lý do. Những cái lý do mà người ta đến với bác sĩ đó là vì cái gì? Thí dụ như mình thấy một cái bản nghiên cứu nói là khi mà những người đẹp họ có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn những người bình thường tới 20-mấy% lận, thì người ta đi sửa sắc đẹp để người ta có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, người ta thăng tiến trong công việc hơn, hay là người ta sửa sắc đẹp cho chính bản thân của người ta cảm thấy đẹp hơn, hay là để giữ chồng, vân 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 vân. Thì bác sĩ thấy là khi mà đến với bác sĩ để mà sửa sắc đẹp thì lý do của họ là gì? Nhiều lý do. Nếu mà nói thật đó, mà nhiều khi nếu mà chúng tôi có thể lọc thật ra những lý do, nhiều lý do chúng tôi không có dám nhận. Tại vì nếu mà làm đúng theo lương tâm và đàng hoàng thì có nhiều cái lý do có thể nói là nó không có vững chắc về cái phần tâm thần của người ta. Thí dụ có người mà có trong gia đình mà có chuyện không có vui vẻ, chính giữa vợ chồng mà họ hy vọng một cái giải phẫu gì đó có thể thay đổi nguyên cái tình hướng mối liên hệ vợ chồng, thì nói chung cái đó nó không thực tế. Và tôi và những người bác sĩ mà làm chăm sóc kỹ càng đàng hoàng, không có ai mà dám hứa hay có thể nói cũng không có dám nhận nếu mà biết những trường hợp như vậy. Tôi cho chị một chuyện thí dụ, nhiều khi một cô đó đi hy vọng là cái bụng mình sanh đẻ ba đứa con, hy sinh đời cho chồng, rồi con lớn lên rồi chồng không chú ý nữa thì thôi mình căng bụng, mình sửa ngực cho điện nước đầy đủ hết trơn thì chồng sẽ chú ý hơn. Nhưng thiệt ra ông chồng lúc đó thì đã có một cô bồ nhí ở kế bên rồi. Thì đây là một cái cớ làm xong rồi. Thì ông nói thấy chưa, tôi đâu có kêu cô, kêu bà đi sửa thẩm mỹ chi. Đây là một cái lý do họ sẽ dùng để họ tách rời ra. Thành ra mình không có muốn dính líu vào, hay là với cái tình trạng mà không có vững của một người phụ nữ như vậy mà mình nên nhân một ca mổ. Nghĩa là gọi là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra đó. Khi mà đã không thương rồi thì bất cứ một cái lý do nào cũng có thể lấy ra để mà làm cái cớ để mà chia tay hết. Thành thử ra chắc là bác sĩ khuyên là nếu sẵn chị nói vậy, tôi nhớ một trường hợp khác đó là cũng có khi người phụ nữ giấu chồng xong rồi đó thì họ tới họ căng mặt làm bụng hay cái gì đi, xong rồi lúc mà về rồi ông chồng khám phá ra thì ông không có vui. Thì cái trường hợp đó tôi rất là lo, tại vì họ để văn phòng bác sĩ vào một tình trạng rất là khó xử. Tại sao? Cái người phụ nữ dù sao đi nữa, họ sẽ hy sinh tất cả phải trái để gìn giữ cái sự êm xuôi và hạnh phúc trong gia đình.
thì dù cái chọn lựa của họ không có là cái sai gì của người bác sĩ, nhưng ngược lại để êm chuyện với cái ông chồng đang dữ dằn thì sẽ quay ngược lại, sẽ đổi thừa bác sĩ, làm dữ dằn bác sĩ. Bác sĩ dụ dỗ vợ tôi đi sửa sắc đẹp đúng không? Đúng rồi, hành có ra. Không? Hành ra đây là những cái trường hợp có thể nói là nhiều khi người bác sĩ họ mới ra trường, họ không có kinh nghiệm này, hay vì cái tài chính văn phòng họ lo đó, thì ca nào họ cũng nhận. Nhưng mà thật sự nếu mà càng ngày với tuổi tác và kinh nghiệm thì chúng tôi muốn ít phiền phức hơn và muốn đâu ra đó rõ ràng. Thành ra có thể nói hơi thẳng tay, từ chối bệnh nhân hơn là nhận bệnh nhân. Nếu mà không có phép của chồng thì bác sĩ từ chối hả? Không, thì nếu mà chỉ có cái nguyên cái consent của tôi đó, mà nói đó là thí dụ người bệnh nhân không có thực tế và không có hiểu và không có làm những cái gì đó, thì nó spell ra rất là rõ ràng. Nhiều khi đó người bệnh nhân họ giấu, họ không có chia sẻ những cái giải phẫu họ đã làm lúc trước trong cái chỗ mà tôi cần phải giải phẫu, giống như mắt dưới đi, mà họ không có nêu ra, rồi lúc vào nó khó hơn, nó trục trặc hơn, họ đã chích quá nhiều filler, họ vô họ đã bắn laser cái này cái kia, thì cái mức thành công nó có thể ít hơn, có thể cái mức trục trặc nó nhiều hơn, mà mình không biết như vậy mình khó phòng ngừa thì những trường hợp rủi ro nó cao hơn. Thì cái đây là những cái gì mà mình ghi rõ ràng cho bệnh nhân, để một là họ chia sẻ với mình, còn nếu mà lý do nào đó họ giấu thì dĩ nhiên trách nhiệm là phần lớn là về họ hơn là về văn phòng. Tụi mình vẫn đang rất là quan tâm với cái đề tài là sắc đẹp nó tương quan như thế nào với cái chuyện kiếm tiền. Nhưng mà trong khi mà bác sĩ làm cái nghề bao nhiêu năm rồi đó, thì bác sĩ có thấy ai đi tới văn phòng của bác sĩ nói là tôi muốn sửa sắc đẹp để tôi kiếm tiền nhiều hơn chưa? Một trường hợp, tại thiệt ra văn phòng tôi không có attract hay thu hút những người đó. Nhưng mà cho chị thí dụ, một số bác sĩ dù bất cứ ở thành phố nào, thì nhiều khi họ bắt tay hay liên kết giống như cái chỗ vũ trường đi. Thì thường mấy cái chỗ vũ trường đó thì người chủ họ sẽ gửi nhân viên của họ, tiếp viên của họ tới bác sĩ. Ngực tấn công mong phòng thủ, nói chung như vậy. Thì như chị nói đó, thì cái cơ hội tài liệu thống kê cũng đã nói rõ ràng, thì những người đó họ kiếm tiền nhiều hơn, vì cái sức thu hút của họ với những người thân chủ nam đó tới thì nó rất nhiều và họ được tiền tip nhiều hơn. Cái đó là đúng. Cái đó là thí dụ như những nghề nghiệp như bác sĩ nói là về làm ở vũ trường, mình cần phải có cái ngoại hình cho nó đẹp. Nhưng mà nếu như là trong cái ngành nail mà chúng ta đang nói tới đi, hoặc là trong cái ngành tóc hay là tất cả những cái ngành khác, thì đối với một người đẹp thì giống như lúc nãy chúng ta cũng có nói là cái cơ hội nhiều hơn. Đi xin việc nó dễ hơn, đi ra đường thì người ta dễ dàng, người ta giúp đỡ mình hơn. Nhưng mà không có nhiều người nghĩ tới cái chuyện là chúng ta đi sửa sắc đẹp để cho mình có nhiều cơ hội hơn, đúng không? Mà thường thường đó là cái đi sửa sắc đẹp họ liên quan đến cái vấn đề giữ gìn hạnh phúc nhiều hơn. Hay là cho cái bản thân của họ cảm thấy tự tin hơn là nhiều hơn. Tùy cái tuổi và tùy cái mức trưởng thành của người bệnh nhân chị. Thì dĩ nhiên những người trẻ đó thì có thể một phần là về cái tiền bạc nhiều hơn. Cái phần đó thì chúng tôi có kết luận và nhận xét chính riêng tôi và trong ngành. Nhưng mà đo tới cái mức nào mình có thể nói là giống như nó có thể như vậy tăng lên bao nhiêu thì cái đó khó nói lắm. Về cái tuổi tác lớn hơn đó thì dĩ nhiên người phụ nữ, một số người họ ai cũng muốn gìn giữ và chăm sóc để cho vẫn thấy hấp dẫn với chồng mình. Chỉ biết nguyên cái phong trào mà xăm mắt và xăm môi vĩnh viễn đó thì nó cũng từ cái lý luận đó ra, at least cái đó là cái lý luận mà những cái tiệm thợ xăm mà họ đưa ra cho người phụ nữ để họ tiến tới họ xăm, gọi là permanent makeup. Nhưng mà nhiều khi cái đó nó không thành công. Còn một số người phụ nữ khác thì tôi có một bác tôi căng mặt. Rồi bác này thì nuôi hai đứa con lớn lên thành tài, một luật sư, một bác sĩ, và đã không có với chồng coi như mấy chục năm nay rồi. Single mom, nuôi dưỡng con lớn lên. Và 80 mấy tuổi thì bác nói là tôi làm cái mặt trẻ trung gọn cho tôi, chứ không phải trai hết. Thì cái đó là về cái phần riêng tư, cái tự tin, về cái self-esteem của một người thì thấy đầy đủ hết chị. Nhưng mà cái phần thứ hai thì vẫn là rất là đông. Khi mà Tường Minh coi về cái chuẩn bị cho cái show thì mình đi lên những cái trang web thì mình coi thì mình thấy có rất là nhiều người họ rất là phản ứng với cái chuyện là
tại sao mà chúng tôi phải làm đủ thứ hết trơn, rồi phải hút mỡ, nâng càm, độ mông này đỏ đủ thứ để mà giữ chồng. Mà có giữ được chồng đâu, họ vẫn đi theo người khác giống như là bác sĩ nói vậy. Chị chắc là hoàn toàn là vì sắc đẹp không, nhiều khi vì tánh tình của mình. Như bác sĩ có một lần nói là sắc đẹp thì sửa được, mà tánh có sửa được không ạ? Tánh thì tôi không có nhận sửa và sửa không có được. Nhưng mà hy vọng là như vậy. Một phần nào bề ngoài đó nó cũng ảnh hưởng tới bề trong. Thôi cho chị thí dụ một người đó, nhiều khi thật sự trong lòng họ, trong tâm họ rất là vui, nhưng vì lý do nào đó cái quen thuộc của những bắp thịt của họ trên mặt họ nhíu lại hoài, thấy như một người giận dữ hay có chuyện lo. Hồi sáng tôi có một cô vào tham khảo, cổ lo chính là cái chuyện đó. Nhưng mà lúc mà chúng ta chỉnh cái phần mặt như vậy rồi thì cái phản ứng hay cái đối xử của những người xung quanh với cô đó nó sẽ khác. Thì thiệt ra cô này rất là dễ thương, rất là hiền, nhưng mà người ta nghĩ tôi không dám lại gần cô này, rủi cô này lại rồi cô làm dữ, rồi cô quýnh tôi, chửi tôi hay sao. Nhưng mà lúc mà chỉnh lại cho cái mặt mà nó tươi, nó trẻ, nó hiền hậu, nó đúng mức hơn, hạ đi mất cái đường cong cải lương của cái lông mày tới một cái nét đường dịu dàng hơn, thì nói chung là người khác nhìn vào họ có cảm tình hơn. Mà cái mối liên hệ như vậy nó làm đời sống hàng ngày của mình đó, nó cũng dễ dãi hơn, nó sẽ thay đổi một phần nào. Nhưng mà tôi không dám hứa nha. Vậy thì Tường Minh thấy là Tường Minh cần phải đi qua bác sĩ nè. Mình có sửa được cái mặt cười vĩnh viễn không? Tại vì làm show lúc nào cũng cười, lỡ trong lòng nó không có muốn cười thì cái miệng nó cũng cười. Tôi có một cách, nếu chị muốn tôi sẽ giới thiệu chỗ khác, nhưng mà tôi không có làm. Và quý vị nào muốn biết cái bí quyết này ra sao đó là căng da. Không phải căng mặt mà căng da. Căng da xong rồi thì sẽ có một cái nét rất là đặc biệt mà tôi thấy rất là nhiều. Gọi là tiếng Mỹ gọi là clown, hay tiếng Việt Nam gọi là bà bóng hát bội đó. Nó cười vĩnh viễn như vậy, nhưng mà tôi nghĩ chị không muốn cái nét đó đâu. Lúc đó là mình đang khóc, người ta tưởng mình cười nữa. Đúng rồi, đi đúng vô rồi. Đám tang người ta bánh chết luôn. Đúng rồi. Mà chị biết là người Việt Nam, tôi không biết người Tàu và Hàn Quốc sao đâu, nhưng mà họ chỉ cái nét mà miệng cười tét ra từ lỗ tai này, lỗ tai kia đó, cái đó nói chung là không phải là một cái nét duyên. Yeah. Bác sĩ nói từ mình nghe nhột quá, mình miệng rộng tự nhiên rồi. Nhưng mà tôi nói là qua giải phẫu chị. cười rộng tới mang tai luôn. Thưa bác sĩ, thì về cái người nam giới cũng là một cái khách hàng làm đẹp. Khi mà Tường Minh đọc ở trong cái tài liệu thì thấy là những người nam giới mà có cái thể hình bên ngoài đẹp trai thì kiếm được nhiều tiền hơn 22% so với các đồng nghiệp khác. Còn đối với những người mà xấu đó, cái mức sụt giảm tới 26% so với trung bình. Wow, rất là ngạc nhiên. Chị phải cẩn thận với tài liệu này. Mình thấy là theo tờ The Sunday Times, không biết tờ báo lá cải nào, nhưng mà mình đọc thì mình thấy những người đàn ông mà cao ráo, đẹp trai, họ vẫn có cơ hội nhiều hơn những người bình thường. Bác sĩ có nghĩ như vậy không? Tôi nói chị phải cẩn thận với tài liệu này. Tại sao? Một người đàn ông như vậy đi, họ tới văn phòng nào họ làm và họ làm cái gì? Ok, chị là một người đàn ông Việt Nam đi, Á Châu đi, chị tới văn phòng Mỹ để chị làm, hay chị tới văn phòng bác sĩ Á Châu để chị làm, cái nét đẹp trai của người Á Châu nhiều khi nó hơi khác với người Mỹ. Một người đàn ông quê mùa không có cái gì xuất sắc đó, nếu mà phần lớn mà chọn ra cái nét đẹp trai, cái hồi xưa người ta nói là cái khôi ngô tuấn tú đó, thì nó hơi bóng lại cái một chút xíu. Tôi không phải nói gì nói xấu, ý tôi nói là tại sao? Tại vì cái giải phẫu đó, cho cái mặt mà nó dịu, nó thanh hơn đó, phải làm cho cái mắt nó tươi, nó to hơn. Cái quan niệm của Tây Phương nhiều khi nó hơi bạo hơn, là nó làm ra một cái gì mà vừa to mà vừa rough hơn. Thành ra cái đó cũng là một cái nét nam tính, kiểu giống như là mấy người mà tập mà cơ thể nổi lên mấy cục tập tạ đó, thì cái đó là một nét. Nhưng còn cái nét cái kiểu thư sinh mà hồi xưa người ta nói, mà nhiều khi chỉ coi những cái phim Tàu hay Việt Nam bây giờ mà đẹp trai đó, thì nói chung cái một cái nét nó dịu hơn.
Thành ra nhiều khi chị vô nói tôi muốn đẹp trai hơn mà chị không có biết rõ chị cần cái gì hay muốn cái gì, nhiều khi nó ra rất là bất ngờ. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Nail and Beauty và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là giáo sư bác sĩ Hùng Anh, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được truyền chương trình đôi phút để chạy vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.